Buổi sáng hôm nay chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa. Chúng ta hãy cùng nói với nhau giờ này. Đi giờ bao trái tim cùng hướng lên. Này là giây phút ta cùng đến tôn thờ. Xin chúng ta cùng hát. Đi giờ bao trái tim. Chúng ta sẽ học lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương thứ 2, nói về phép lạ Chúa hóa nước thành rượu. Nước nên rượu Chúa đã biến hóa.